Cũng như bất cứ một ngành nghề hay một môn nghệ thuật nào khác, muốn đạt đến độ hoàn mỹ và chinh phục trái tim khán giả, đòi hỏi người nghệ sĩ phải có đam mê. Giữa những con người đang cống hiến hết mình, ngày đêm nuôi dưỡng và vun đắp tình yêu to lớn dành cho nghệ thuật múa, nghệ sĩ người Pháp gốc Việt Linh Rato lại tỏa sáng bằng chính tài năng và niềm đam mê của mình. Sinh ra và lớn lên tại nước Pháp xinh đẹp, trong một gia đình có mẹ là huấn luyện viên dạy múa và chị gái là diễn viên múa chuyên nghiệp. Ngay từ nhỏ, nghệ sĩ múa Linh Khato đã sớm được làm quen với bộ môn nghệ thuật hấp dẫn này. Thời gian qua đi, tình yêu dành cho múa của chị cũng lớn dần theo năm tháng, cùng với sự luyện tập không ngừng nghỉ và biết chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ mẹ và chị gái, mà dần dần Linh đã bộc lộ tài năng của mình trong lĩnh vực múa với sở trường là ballet và jazz. Thế nhưng, chị không giữ niềm đam mê ấy cho riêng mình, mà còn muốn truyền dạy nghệ thuật múa cho mọi người để mang múa đến gần hơn với công chúng. Bởi lẽ, chị vẫn tâm niệm rằng múa là tự nhiên, mọi người sinh ra ai cũng đã từng một lần nhún nhảy theo giai điệu của một ca khúc nào đó, và bất kỳ một sự chuyển động của cơ thể cũng có thể trở thành một động tác múa. Tuy sinh ra và lớn lên ở Pháp, nhưng nghệ sĩ múa Linh Rato chưa bao giờ quên nguồn cội của mình là quê hương Việt Nam. Chính vì vậy mà ngay sau khi tốt nghiệp tại Trung tâm Dạy Múa Quốc tế Nhạc Jazz Paris, chị đã nghĩ ngay đến việc trở về Việt Nam để khám phá mảnh đất mà cha ruột của chị đã từng nhắc đến trong những câu chuyện mà ông vẫn thường kể cho các con nghe. Khi đến Việt Nam vào năm 2001, mục đích ban đầu của chị là tìm về cội nguồn dân tộc, cũng như tìm hiểu về văn hóa và con người Việt Nam. Ấy vậy mà, chính cái tình của con người ở đây cùng với những vẻ đẹp truyền thống quý báu của dân tộc đã giữ chân chị ở lại trên mảnh đất này. Giờ đây, chị đã có một mái ấm hạnh phúc cùng chồng là một doanh nhân người Pháp và hai con. Và trong những dịp lễ Tết hoặc nghỉ hè, bố ruột của chị lại về Việt Nam thăm con gái cũng như thăm lại quê hương thân yêu của mình. Có lẽ điều mà ông bố người Việt Nam đã ngót nửa thế kỷ sống ở xứ người này không thể ngờ được, đó là đứa con gái yêu dấu của mình đã quyết định gắn bó với mảnh đất chan chứa tình người này trong quãng đời còn lại của mình. Khi tôi quyết định sang Việt Nam, cả gia đình tôi ai cũng bất ngờ, đặc biệt là bố. Ông ấy luôn lo lắng cho tôi vì tôi lúc ấy còn quá trẻ. Thế nhưng tôi tin là tôi làm được vì tôi luôn khao khát một lần được tìm hiểu về quê hương của bố, cũng là một phần máu thịt của tôi. Ở đây tôi gặp nhiều con người rất tốt, có rất nhiều người đã giúp đỡ tôi. Tôi cảm thấy mình đã yêu nơi này như tình yêu tôi dành cho nước Pháp. Nếu ví von đất nước Pháp là nơi chị sinh trưởng, cũng là nơi vun dưỡng cho tình yêu nghệ thuật múa của Linh, thì Việt Nam quê cha lại là nơi cho chị nhiều cảm hứng sáng tạo trong các bài múa của mình. Trong 6 năm đầu mới về Việt Nam, Linh đi dạy múa cho các trẻ em nghèo ở các mái ấm. Cùng lúc đó, chị cũng tham gia dạy múa ở các trung tâm lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Mãi cho đến năm 2007, cùng với một người bạn đồng nghiệp của mình, chị đã thành lập trung tâm đào tạo múa Dance Center dành cho những ai yêu thích các loại hình nhảy múa, từ ballet, jazz, yoga cho đến hip-hop, tap dance. Rời xa gia đình, một mình trở về quê hương Việt Nam, nhưng chỉ với niềm đam mê, tài năng và khối óc, chị đã tự gây dựng cho mình một nơi chẳng những thỏa sức cho niềm đam mê múa của mình, mà còn đưa nghệ thuật múa đến gần hơn với mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ Việt Nam. Lúc gia đình tôi biết tôi là một trong những người sáng lập nên Dance Center, gia đình tôi ai nấy đều rất tự hào. Còn tôi, khi nhìn thấy nụ cười của những bạn trẻ khi được nhảy múa bằng cả trái tim mình, tôi thực sự rất vui. Đam mê nhảy múa của các bạn chính là động lực lớn nhất đối với tôi. Với những cộng sự giỏi và môi trường đào tạo chuyên nghiệp ở Dance Center, tôi muốn nghệ thuật múa ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và nghệ thuật múa Việt Nam nói chung ngày càng phát triển và càng gần hơn với nhiều khán giả nữa. Có dịp được gặp diễn viên múa người Pháp gốc Việt Linh Khato trong một buổi tập dượt trước một chương trình biểu diễn múa ở nhà văn hóa thanh niên, chúng tôi đã vô cùng cảm phục trước tài năng của chị.
Hiện nay, dù trong vai trò của một người biên đạo hay trong vai trò là một diễn viên múa khi đứng trên sân khấu biểu diễn, chị đều là một con người thật sự năng động, giàu ý tưởng và nhiều đam mê. Bén duyên với vai trò biên đạo từ dự án opera kết hợp giao hưởng hợp xướng ballet siết mang tên Ciao Bella được giới chuyên môn đánh giá cao và gây tiếng vang trong lòng công chúng vào năm 2004 và 2006 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ múa Linh Rato tiếp tục phát triển sở trường ở vai trò này vào việc dàn dựng những chương trình biểu diễn nghệ thuật múa của Dance Center. Với chị, opera cũng là một niềm đam mê được vun dưỡng ngay từ thuở còn tấm bé. Bởi lẽ, ngay từ những ngày ấu thơ, chị đã sớm làm quen với âm nhạc cổ điển và cách dựng bài của mẹ chị là giám đốc một trường múa lớn ở Pháp. Hơn 10 năm gắn bó và phát triển nghệ thuật múa ở Việt Nam, chị đã truyền dạy được những học trò giỏi cũng như gặp gỡ những đồng nghiệp thân thiết để cùng chia sẻ niềm đam mê của mình. Cô Linh mở một cái trường Dance Center Việt Nam và mời John Huy vô làm việc chung. Và lúc cô Linh hỏi thì John Huy không cần suy nghĩ gì hết, đồng ý liền, nói ok, mình sẽ làm. Tại mình biết liền đây là một cái điều rất là tốt cho Việt Nam. Tại cô Linh là một giáo viên, một cô giáo chia sẻ cái thể loại jazz và chia sẻ cái đam mê và cái... thực ra là cái đam mê chia sẻ cho Việt Nam và muốn dạy cho mấy người Việt Nam chia sẻ cho biết jazz là cái gì. Và cũng cho John Huy một cái cơ hội rất là lớn để John Huy cũng chia sẻ chung với cô Linh. Mình học với cô Linh là từ lúc khoảng là 10 tuổi rồi. Thì lúc mà học với cô thì cô dạy cho mình rất là nhiều thứ. Như là thứ nhất là cái cách mà mình có thể yêu cái công việc của mình. Rồi thứ hai là cô dạy cho mình cái cách mà mình dạy học sinh luôn. Bây giờ mình cảm thấy là mình thích cái công việc này hơn và bây giờ là mình cũng có cái công việc là mình lấy từ cái cảm hứng mà mình đã học được, mình có được là mình truyền cho mấy em nhỏ. Có lẽ cái đáng quý nhất ở nghệ sĩ múa Linh Khato làm cho chúng ta không thể nào quên chị được không chỉ là tài năng, niềm đam mê và sự cống hiến của chị đối với nghệ thuật múa nói chung và nghệ thuật múa Việt Nam nói riêng, mà còn là một tấm lòng luôn hướng về cội nguồn dân tộc và một tình yêu tha thiết dành cho Việt Nam quê cha đất tổ. Chương trình Phụ nữ và cuộc sống kỳ thứ 162 xin được tạm dừng tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin gửi về chương trình Phụ nữ và cuộc sống, Ban chuyên đề Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, số 14 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, hoặc số điện thoại 3829-7724. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Phụ nữ và cuộc sống kỳ 163, phát sóng vào lúc 13:45 Chủ nhật ngày 28 tháng 7 năm 2013 trên kênh HTV7. Cảm ơn công ty xử lý chất thải rắn Việt Nam, Vietnam Waste Solution đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình này. Xin thân ái chào tạm biệt.